Chào mọi người, qua đây kênh cần câu Nhật Bản của mình. Hôm nay mình lại có một số cần quay để cho mọi người quay chi tiết để mọi người tham khảo và mua ủng hộ mình nhé. Đây, đầu tiên là có một cái Realme. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Cái này thú vào thì dài nhiêu ta? 90 phân nha mọi người, 90 cm cái Realme. Realme cái này của Hàn Quốc nha mọi người. Hàn Quốc. Dài 5m35. 7 khúc. Khuyên của nó thì đây. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 cái khuyên. Tất cả đều là khuyên đá xám nha mọi người. Đây, tất cả đều khuyên đá xám. Đọt của nó rất dẻo. Đọt của nó rất dẻo. Để mình xem này. Đọt bao nhiêu này? Không chấm chín nha. Đọt không chấm chín. Đây. Giọng ở ngoài thì còn khá mới, các giọng ở phía trong cũng vậy, rất là mới nhá. À, có trầy xước này. Đây. Đây, giọng này cũng mới. Giọng này cũng mới. Đây, khuyên trượt. Okay. Đây, cái này sợi thủy tinh nha mọi người, Hàn Quốc, Realme, cái số 1, cái số 1, cái này mình bán là 600 ngàn. 600. Đây. Cái số 2 là một cái cần rút. Cần rút theo kiểu dạng trúc á mọi người. Để mình xem nó dài bao nhiêu. Ba khúc dài 22. Ba khúc dài 22. Thu về 1 mét. Dài 22, thu về 1 mét nhé. Chầm 6. Một chầm 6. À, cái này cái số 2. Cái này cái số 2. Số 2 này mình bán là 180 ngàn nhé. Rồi, ok.
Cây số 3 cũng là một cây cần rút. Đây. Đợt này đợt bao nhiêu đây? Một thứ 8. Cái này cũng là sợi thủy tinh luôn nha mọi người. Sợi thủy tinh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 khúc 3,5. Rồi, 4 nữa đó, 3,5 nha. Thu về. Thu về thì là 1,1 m. 1,10 m. 1,08 m nha. 1,08 m nha mọi người. Đây. Cái này cây số 3. Số 3 này mới bán 200. 200 nha. Cái này cũng giống cái đó, mấy cái trước, nhưng mà cái này có bọc. Bọc chống nứt. Bọc inox không rỉ chống nứt nha mọi người. Đây, đó. Đó, cũng là bao nhiêu đây. Không chấm bảy. 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc, 4 khúc, 5 khúc. Bốn mét nha mọi người. Rồi, thu về. Thu về thì cái này 1 m. Thu về là 1 m nha. Rồi, ok. Cái này thì ở dưới đây thì người ta cuộn thêm cái kéo gì đấy á. Nói chung cũng ăn thua gì hết. Sao người ta cuộn được, người ta đổ kéo qua cho nó cứng ra. Cái chỗ phần này là sộp này. Sộp cứng này. Cái số 4. Số 3. Số 4 này mình cũng bán 200 nha mọi người. 200. Rồi, số 5. Số 5 là một cái đai qua. Cái đai qua nhưng nó bị mất cái nút ở dưới đây này. Bạt thì bạt FS5. FS5. Đây qua 39. Cái này cái khuyên cãi nó bị mất. Bị khuyên cãi bị mất. Người ta chỉ là này. Đây. Mấy khuyên này khuyên nhựa nha mọi người. 3 khuyên nhựa. 1, 2, 3, 4. 4, 5. 5 khuyên sắt. 5 khuyên inox. Đá trắng. À, đá đen. Bao gồm cả cái đầu này. Xem cái đầu này bao nhiêu này. Một giây. Ok. Xem nó dài bao nhiêu nhé. 1 2 3 4. Cái này dài 39 như vậy. Mà mình biết nó có bị gãy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có 37 à mọi người. 37, cái này còn 37 nhé.
Đây qua 37. Thu về bao nhiêu? Thu về 86. Thu về 86. Rồi, ngoài hình đây. Bạn thì FS5 trượt. Inox không rỉ. Rồi. Cái này cái số 5. Cái này bọc nhờ nữa mọi người. Cái này mình bán 200. Về cho mọi người sửa chữa xe nhé. Rồi, một cái phím đỏ. Phím. Đây. Cái khuyến này mất đá rồi này, đầu bu thì con này. Khuyến này cũng có đá này. Cái này khuyến nhựa có đá trắng. Mình xem cái đầu này bao nhiêu. Dây chỉnh nhá. 1 2 3 4 4 đoạn 4 khúc 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 8 cái này 3 mét. Vươn ra 3 mét. Đây. Đây người ta buộc cái gì đấy luôn đây này. Đổ kéo luôn đây này. Vươn ra 3 mét. Thu về 1 mét lẻ 3 nha mọi người. Thu về 1 mét lẻ 3. Cái số 6. À đây. Bát. FS6. Fuji luôn. Bát trượt inox không rỉ. FS6 Fuji nha mọi người. Cái này cái số 6. Số 6, số 6 này mình bán là 140.000. Đây, mọi người về để khuyến để bạc tôi cũng giữ tiền đây. Ok. 140. À, cái số 7. Cái này là cái gì thế? Carbon của Daiwa. Daiwa carbon. Đây, bài Daiwa đây. Carbon đây, carbon thoản ít nhiêu rồi. Toàn thân ở carbon thoản ít thế. Đây. Nhưng mà đụng ra cái cân này chỉ là cân cầu tay thôi. Nhưng mà cái chủ nhân trước của cái cân này á, người ta phải một lỗ nhỏ ở đây này để làm cân cấu cực trong, rồi có một cái máy nhỏ trợ lực. Đây, người ta gắn thêm một cái bát nhỏ Fuji FS5 vào đây. Đó. Đây, người ta buộc lại này. Người ta buộc lại rồi người ta đổ kéo vào đây. Cái này đây, ở dưới này là gì đó? Phần nhám này. Đây, các bọn xoắn ít hết nha mọi người. Đây, đọt. Đọt này là người ta cho cái lỗ đi ra đây này. Như đây. Đọt này hay những phải cuộc cấy này thì vậy. Hai khúc đọt này không phải của cái cân này thì phải. Nhưng mà người chủ trước của cái cân này người ta chế lại để người ta sai hay sao á. Sai theo ý của người ta. Đây. Chỉ có đâu đây là cơ. Đây mình vẫn đo đâu này cho mọi người xem nhé. Một trăm tám. Xem đâu dẻo nè. Đây 1.8. Một đốt, hai đốt. Đây, cái này mới là carbon sản ít này. Ba đốt, bốn, năm,
Dây bị dập hay sao á, người ta cuộn cuộn nhờ rồi người ta đổ keo này. 6 7 ô, cái cân này kinh khủng thật. Cái cân này 6,2 nha mọi người. Cái cân này dây 6,2. Dây 6,2. Thu về là 1m 1m3. 1m35. Đây, tổng thể nó đây. Đây. Đây qua. Cái này cái số 7 rồi. 7. Cái này mình bán với giá là 700, 800 nha mọi người. 800. Đấy. 800 nha. Rồi, một cái Shimano. Shimano. Bát Fuji DPS. Bát vàng Fuji DPS. Cái này Holiday ISO Carbon Hacker đọt số 3. Đọt số 3 dài 4,5 m. Indo. Cái này hàng Indo nha mọi người. Đây, cái này hàng Indo. Chỗ này thì hơi bị trầy xước rồi. Giống cái cân này nhìn ngoại hình của nó chỉ còn khoảng nó mòn đây rồi này. Mòn kia cái phần đế, đế cắm xuống đất á, không sao hết. Cái cân này ngoại hình thì theo mình nghĩ còn khoảng 70% thôi mọi người. 70%. Đây. Đọt của nó carbon. Đọt số 3. Một chấm tám. Cái này khoảng 6H. Khuyên Fuji rồi. Fuji rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 khuyên cả thải nha mọi người. 7 khuyên hết nhá. Rồi, mình kéo ra tôi xem. Đây, các cửa ở phía trong thì con đẹp hết. Năm rộng nha mọi người. Năm rộng. Ok. Bốn mươi triệu. Thu về như thế này là bao nhiêu đấy? À, một mét một nha mọi người. 1m1 đâu tới 1m2. Đây, cái này cái số 8. Số tám này thì mình bán với giá là 800 nha mọi người. 800. Số 9. Một cái cân tay. Cân rút tay. Có mấy cái khuyến ẩn nhỏ ở trong đây này. Đó. Mấy khuyến ẩn nhỏ ở phía trong nhá. Này. Đây. Đó. Rất là nhiều. Để mình xem cái đọt này bao nhiêu này.
Đọc không chấm chỉ nhá. À, khuyên này, mấy cái khuyên ẩn này mình chỉ cho mọi người xem này. 1 đốt, 2 đốt, 3 đốt. Mấy cái khuyên ẩn nó người ta từ buộc. 4 đốt, 5, 6, 6 đốt nhá. Có một khuyên cãi ở đây, có đá 6 đốt. Cân này dài bao nhiêu đấy? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12 là 48. Thì cân này dài 48 nha mọi người. Vươn ra 48, thu về là 1m5. Thu về 1m5. Bạc thì cái bạc nhỏ này Fuji FS5 nha mọi người. Bạc này người ta cũng tự quấn thêm vào. Ở dưới đây thì có quấn nhờ. Rồi, ok. Cái số 10. Cái số 10. 10. 2, 3, 5. Xong mới rồi ta. Đâu có. Số 9, số 9. Số 9 nha mọi người. Số 9. Cái này mới bán 200. Rồi, một cái 2 khúc. Đợt 2.3 cứng. Đây. Này nha mọi người. Cái này thì mình bị chất rượu gì nữa. Cứng ngắc à. Đợt này cũng đợt đặc nữa này. Vừa nãy xem bao nhiêu. Mét sáu. Vừa ra 1m6. Thu về thì 83. Vừa ra 1m6. Thu về 83. Đây là nhựa nha mọi người. Đây, cái bát này cũng bạch nhựa này. Khuyên này thì bọc này này. Các bạn cái bọc này này. Bọc inox nhá, không rỉ nhá. Khuyến cũng là khuyến inox 1, 2, 3, 4. 4 khuyến cả cái đầu rá cước. Đây, inox này. Đây. Cái này cái số mấy cái này? 10. Cái số 10 đem bán là 220 nha mọi người. 220.000. Rồi, tiếp một cây cân 2 khúc. Đây. Cái cân 2 khúc, nhưng mà cái cân này là hình như là người ta chế đọt. Đây. Vuốt lên tới đấy á. Vừa lên tới đây là người à không cái nắng phải chạy đọt ở chạy đọt vừa lên tới đây á tới đây là người ta để thêm vào một cái đọt thủy tinh đặc dẻo chuyên câu cá đọt dẻo nha mọi người rất là dẻo.
0.9. Đây. Đọt nó dẻo ghê lắm. Đây. Người ta chạy một cái đọt dẻo qua đây. Đồ là đọt. Cái này vươn ra. Vươn ra dài bao nhiêu đây? 2, 4, 5, 2 mét. Mà thu về á, dài nhất là cái đọt này này là 1,2 1,2 nó như thế này đây. Đây này, cây này là người ta đổ lại đọt này. Rồi, ok. Chưa con gì. Cái là cái số 11 nhé. Mười một cái này mới bán 220. Thôi bạn 220 nhá. Cái số 11 220 nha mọi người. Rồi, một cái Suzumi của Hàn Quốc. Cái nó phải Suzumi mà. Simex. Ủa, Suzumi, giống Suzumi quá đấy. Fuji, bản này bản ta inox không, bản ta Fuji Fuji F6 nha mọi người. Đây cái này dài 3 m, độ cứng là đọt 20. Đây đo xem đọt. Như này. Đọt 22. Độ cứng 20. Cứng. Ok. Khuyên thì có bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5 5 cái còn nguyên nha mọi người. Bao gồm cả đầu bu, còn nguyên đá. Không bị reset. Cái này này nó bao nhiêu? Dài 3 m. 3 m. 1 đốt 2 đốt 3 đốt 4 đốt. Đây, 4 đốt. Bốn đốt mà đốt thứ hai này này, đốt thứ ba này, một đốt, hai đốt, có ba đốt rồi mọi người, ba đốt, mà đốt thứ nhất với đốt thứ hai á là carbon, còn đốt sau cùng này thì mình biết là gì, biết phải carbon không? Nhưng đốt thứ hai với thứ hai vừa đột đọt á là carbon nha mọi người. Đây. Đây, cái này thu về. Thu về bao nhiêu đây? 10 1.1. Cái này thu về 1.1. Cái này cái số 12. 12. Cái này mình bán 500 nha mọi người. Thế cái đồ sau này cũng là carbon cho mình nhìn ra. Thấy hai rõ ràng hai đồ trên là carbon thôi. 12.500 nha. Rồi, một cái cân hai khúc. Đọt này đọt gì đây? Hai trăm bảy. Đọt cứng. Vươn ra 2.1.
số vào là 90 sen nha mọi người. Và 90 sen vươn ra 2, 4 vừa ra 1,7 thu vào 90 sen. Sorry mọi người, vừa ra 1,7 thu vào 90 sen nha. Cái này thì rất là nhẹ, không nhẹ nhẹ mà sau này tay cả này căn sụp này nhẹ kín đó. Bạn thì vật vặn khuyến thì chỉ có một cái khuyến này nó bị cong cái chân ở đây này, cong chân này này, mọi người về ổn lại. Con này thì khuyến ok hết, kể cả đầu bu cũng ok. Cái này thì cái này thì câu chơi thôi. Cái này cái số 13 à, bạn là 109 nha mọi người. Câu 77 cũng vui. Rồi, còn một cái cân này, cân Olympic như vậy. Phải không ta? Ờ, Olympic. Đúng rồi, cái cân rút, cái cân rút Olympic. Giả trúc. Giả trúc nha mọi người. F6. FK, F6. Đây, Olympic. Đọt này mọi người. Ồ, nhỏ CC. Sẽ đọt bao nhiêu? Đọt 0.9. Đọt này đọt dẻo, vô cùng dẻo nhá. Này, đấy cái khuyên nhỏ, giá trị chưa? Toàn inox không rỉ hết nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái khuyên inox không rỉ đâu, bao gồm cả đầu bu thì có đá xám, à, đá trắng rồi. Đây, khuyên trượt, khuyên trượt. Đây, cái này cũng là để bảo vệ cho khỏi chống nứt nha mọi người. Chống nứt. Ba mươi sáu vươn ra là 36. Thu vào bao nhiêu đây? Thu vào 82 sen. Thu vào 82 sen. Cái này cái số 14. Mình bán cái này là 290.000 nhá. 290.000 nhá. Rồi, cái này thì đúng là cái Suzumi rồi này. Suzumi. Bạt này, bạt trượt đời mới. Fuji nhá. Đây. Fuji. Fuji Stanley LS6. Đây. Cái có thông số gì nữa không? Thông số của nó bị mờ hết rồi. Nhiệt đọt này đọt số 2. Dài 5,3 thì phải. Suzumi của Hàn Quốc. Để mình xem ở đây. Mình đo lại cho. À, cái này có khuyên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái bao gồm cả cái đầu bú nhỏ này. Xem đọt. Đọt số 2. Đọt số 2 là tương đương khoảng 4H, 5, à, 3H, 3H rưỡi. 1.5. Cứng nha mọi người. Một đốt. Khuyên là khuyên trượt. Hai. Ba. Bốn. Năm. Mười hai. Năm mét. Cái này 5 mét cho mọi người. Suzumi dài 5 mét. Cái này thì hàng Hàn Quốc xuất Nhật. Cái này cầm sướng tay ghê lắm. Bạt đời mới. Để dưới này bằng nhôm này. Cái này cái số 15.
Cái này mình bán là 500. Rồi, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Ai mua hàng thì liên hệ với mình là 0786 55 55 99. Cảm ơn mọi người nhiều.